chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Mình là Shorty đây. Và đây là sẽ là clip thứ hai trong series review sách tiếng Hàn của mình. Ở video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn 3 sách tập viết cho những bạn nào mới bắt đầu học tiếng Hàn, để các bạn có thể làm quen với các chữ cái trong tiếng Hàn và với cách phát âm, các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn. Để rồi bây giờ các bạn hãy chuyển qua một level khó hơn xíu xíu với mình nha. Và đây là cuốn sách quốc dân mà người người đều mua, nhà nhà đều học, đó chính là Tiếng Hàn Tổng Hợp. Chắc là các bạn cũng đã quen quá rồi đúng không? Cuốn sách này là có đến 6 cấp, là từ cấp 1 cho đến cấp 6. Thì hiện tại mình chỉ mới có 2 cuốn, sơ cấp 1 và sơ cấp 2 thôi. Tại vì là ngoài 2 cuốn này ra là mình vẫn còn những cuốn sách khác có thể học đến những level cao hơn, cho nên mình vẫn chưa có nhu cầu học sách này. Tuy nhiên là nếu bạn nào có thể thích ứng được với cái style học sách này thì các bạn có thể mua thêm những cái cấp tiếp theo. Tại vì là mình biết là có những anh chị đã học qua cuốn sách này và cũng đã đạt tôi biết 5, tôi biết 6 rồi. Đặc biệt là khi các bạn mua cuốn sách này, các bạn có thể tải app MacBook để các bạn truy cập vào những cái bài nghe. Ở cuốn sách này không cần phải sử dụng đĩa CD để rồi gắn vào băng cassette nghe như hồi xưa nữa, thì mình thấy điều này rất là tiện. Đây là hai cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Bên phải là sách giáo khoa, còn bên trái là sách bài tập. Mình sẽ nói về sách giáo khoa trước nhé, sách tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Thịt tsunami nơi y han, sòng hoa thăng cu cò. Cuốn sách này được xuất bản bởi công ty cổ phần sách MacBook. Sau lời mở đầu của cuốn sách sẽ là phần mục lục và tóm tắt các bài của các chương. Trước khi bắt đầu các chương bài học sẽ là lý thuyết của môn viết. Họ sẽ giải thích cho các bạn về cấu tạo của các chữ cái tiếng Hàn. Tuy nhiên là sẽ không nhiều bằng những cuốn sách mình đã giới thiệu cho các bạn ở video trước, tại vì cuốn sách này không phải là cuốn sách chuyên về viết chữ cái tiếng Hàn. Ngay sau đó sẽ là bài 1 với chủ đề giới thiệu. Mỗi bài sẽ được chia ra thành nhiều phần cho mình học, bao gồm từ vựng cơ bản, ngữ pháp cơ bản, môn nói, môn nghe, môn đọc, môn viết, phát âm và văn hóa. Trước khi kết thúc bài, họ sẽ tổng hợp các từ vựng quan trọng để mình học thuộc. Mình thấy thì cuốn sách này rất là màu sắc và có rất là nhiều hình ảnh, cho nên là có thể các bạn sẽ học được một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để học cuốn sách này một cách đầy đủ nhất, các bạn đừng quên tải app MacBook nhé. Các bạn tải app xong, nhìn vào trang bìa sau, sẽ thấy cái mã ở đây, các bạn nhập vào hoặc các bạn quét mã code nha. Mình sẽ thử sử dụng app cho các bạn xem thử nhé. Giờ mình sẽ bấm vào giáo trình tiếng Hàn tổng hợp. Vì sách bài tập cũng tương tự vậy, nên mình xin phép chỉ review phần sách giáo khoa trên app thôi nha. Sau khi bấm vào thì nó sẽ hiện ra những phần như thế này. Mình sẽ nhấn vào phần đầu tiên là phần thông tin chung nhé. Cùng xem thử trong bài 1. Ok kìa, giới thiệu có gì nào. Mỗi bài 1 thôi mà các bạn thấy có nhiều track để nghe ghê không. Có tổng cộng 15 bài trong cuốn sơ cấp 1 này đó. Các bạn có thể truy cập được các file nghe qua phần thông tin chung hoặc là bài học đều được nha. Giờ mình sẽ bấm vào phần bài tập nè. Ở phần bài tập sẽ có các câu hỏi thêm để củng cố lại kiến thức trong sách. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Làm xong rồi thì mình sẽ chọn kiểm tra đáp án nè. Đến phần cuối cùng là phần luyện tập thôi. Họ sẽ có các câu hội thoại tiếng Hàn cho mình nghe. Mình sẽ mở lên cho các bạn nghe thử nhé. 안녕하세요. 박수빈입니다. 저는 화입니다. 반갑습니다. Sau khi nghe xong đoạn hội thoại, các bạn có thể đóng vai một trong những nhân vật trong hội thoại để thực hành. Mình lấy ví dụ nhé. Nếu mình là Subin thì mình sẽ đọc là 안녕하세요. 박수빈입니다. 저는 화입니다. 반갑습니다. 화 씨는 회사원입니까? 아니요. 의사입니다. 박수빈 씨는 선생님입니까? 네, 한국어 선생님입니다. Sau đó còn có phần ghi âm để các bạn có thể nghe lại giọng mình và rút kinh nghiệm. Sau khi học xong ở phần sách giáo khoa thì mình sẽ chuyển qua phần sách bài tập. Về phần sách bài tập khi làm thì nó sẽ giúp mình củng cố lại kiến thức và giúp mình nhớ lại những gì mình đã học. Giờ mình hãy chuyển qua sách bài tập nhé. Sách này không in màu mà chỉ có trắng đen thôi. Đây là phần mục lục nè mấy bạn. Cùng khám phá xem trong chương 1 có gì nhé. Ở đây có phần cho các bạn luyện viết bảng chữ cái Hangul. Tuy nhiên sẽ không có nhiều ô cho các bạn luyện tập bằng những cuốn sách luyện viết tiếng Hàn mà mình review ở video clip lần trước. Bắt đầu vào bài 1 thôi. Mở đầu họ sẽ củng cố lại từ vựng cho các bạn. Và tiếp theo sẽ là phần ngữ pháp. Bài tập thì sẽ không nhiều như bên giáo khoa vì chỉ là ôn tập lại kiến thức mà các bạn đã học được. Tương tự sách giáo khoa thì ở trang bìa cuối cuốn sách họ cũng sẽ có mã cho các bạn nhập vào app.
Để các bạn nhớ lâu hơn thì các bạn có thể học ở bên bằng sách giáo khoa xong, đợi ngày hôm sau hẳn làm sách bài tập. Tại vì nếu các bạn vừa mới học xong mà làm sách bài tập thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ và sẽ làm sách bài tập đúng hết. Nhưng mà nếu các bạn đợi ngày sau để các bạn cố gắng vận động trí não mình để các bạn nhớ lại xem hôm qua mình học cái gì để làm bài tập, thì mình nghĩ là nó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Các bạn thử nha. Nếu các bạn có cuốn sách nào bổ ích hơn và những cuốn sách mà các bạn muốn mình review thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này và các bạn hãy mong chờ phần 3 của series review sách tiếng Hàn của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.